Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Thến SP anh em ạ. Nói chung ở slot F5 thì chủ yếu là đi SP thôi. Ở giai đoạn đầu trận cầm Thến thì việc đầu tiên nghỉ đó là sáng phá bua. Ôi, về đi bạn ơi. Hôm nay không farm lên level 2 đã rồi vào. Ok, không cho gọi là tem đi cắn bùa. Khi mà tem đi cửa lấm bùa với cả 4 người như vậy thôi thì tụp tem mình không có cơ hội chạy này anh em ạ. Tụp tem mình kêu mình biết làm sao được. Bắt đầu thì làm sao có thể gọi là bảo kế được. Ngộ không bảo hết cứu. Đáng lẽ là như kiểu Vulcan nó sẽ farm lên level 2 trước đã, vào hỗ trợ thì vào hỗ trợ chứ mình sáng phá bua cho cướp nó không cướp được đâu. Nó có trừng trì mà. Chiều là sáng ngắn cản cái thời gian ăn bua của nó thôi. Giai đoạn đầu trận thì team mình gọi là 1-4 rồi. Ở trận đấu này thì team mình gọi là sau khi team mình bàn pick éo số ấy thì tại bên mình pick ngộ khống nữa. Và team bên mình thì đang ngắn cản hết sức nhưng mà vẫn pick ngộ khống. Và ngộ khống tuyên bố đó là ló được. Đấy, tuyên bố đó chính là rỗng rạc. Anh em biết rằng thì áo số khắc chế ngộ khống rất tốt. Rồi, bạn này đẩy nè, hất túng nè, đánh thương nè. Và lên bảng điểm số đến từ rừng tém địch. Nhưng mà mịt tém mình cũng lên bảng điểm số rồi. Ok thôi, chắc pha này mình sẽ lùi về nhá, tem địch đông quá. Mình lượng máu khá là thấp nhưng mà cũng hồi được một tí máu. Bây giờ thì có nồi tài rồi. Hên quá. Vừa đó là có nồi tài của Thế anh em ạ. Và bây giờ lùi về một cách an toàn. Đội hình của tem bên bàn thì cũng khá là khó chịu. Có Enzo mà nó quật lại và thì thôi sóng dễ toán lắm á. Ngộ không tem bên mình đi ở trận đấu này không những bị khắc chế bởi éo xú mà còn bị khắc chế bởi Enzo nữa. Và Vira thì cũng là khó chịu. Trận đấu này thì pick ngộ không tem mình nói đó là đừng có pick ngộ không rồi mà không nghe. Ranh thì cũng ranh chiến tướng nên là người ta thì chơi cũng tốt chứ không phải là chơi kém, nên là không dễ đâu anh em ạ. Có cái thì ngộ không tém mình thì chắc là léo tốt ngộ không ấy, đặt cái tên ngộ không hay gõ luôn ấy. Mấy cái tên thì chắc chắn là biết là à, chơi ngộ không rồi. Nhưng mà đội hình của tém bên mặt khắc chế quá. Thôi kệ anh em ạ, nói chung thì cũng chưa biết thế nào, biết đâu được. Xíu nữa đó là ngộ không thể hiện được. Còn đầu trần thì chắc chắn là không anh em ạ, đầu trần thì chưa đủ cái lượng đám. Gõ hái gõ và vía rá vẫn lùi về được một cách an toàn. Bây giờ thì mình sẽ núp đấy này, Enzo của tem bên bàn này, rồi đẩy lùi Enzo lại này. Excalibur nhưng mà không đủ tầm, Enzo lượt đi được. Arduin lại hỗ trợ, Enzo thì cũng đáng gọi là xích, nhưng mà xích trật mất rồi. Và này thì mình sẽ khép góc Enzo nhá. Đây, đẩy luôn, ui, Enzo nó lượt đi được anh em ạ. Bây giờ lại di chuyển về ở khu vực đường rông. Rồi pha này thì chơi luôn này. Mình sẽ chiêu một tốc biến nha. Rồi chiêu một kết hợp thêm về tốc biến và đẩy được mịt tém địch. Và tiễn mịt tém địch lên bảng điểm số. Điểm hạ gục dành cho xạ thủ tém bên mình. Quá là tuyệt vời luôn. Thì với Thến thì cái tốc biến thì anh em sẽ tạo được cực kỳ là nhiều bất ngờ. Vì anh em có thể chiêu cuối tốc biến hoặc là chiêu một tốc biến. Hiện tại bây giờ anh em thấy thì rừng tém đi cùng đang khá là thấp máu, sẽ kéo con rồng ra nhá. Và sẽ ping gọi là cần hỗ trợ để đồng đội lên hỗ trợ ăn con rồng này. Rồi cái tên ngộ không hay gõ và rồng đã thuộc về đó là ngộ không hay gõ rồi.
Thì trong cái clip này mình cũng sẽ trình bày cho anh em về chất tướng thến, một chất tướng mà trong đâu dài thì người ta vẫn đó là rất chi là ưa chuộng. Một vị tướng có khả năng tạo được đột biến tốt, mở combat tốt. Rồi bây giờ thì anh em thấy tem bên bàn thì xích mình nhưng mà xích không thành công và mình thì vẫn lùi về một cách an toàn. Xạ thủ đứng thấp thấp bạn ơi, để nó xích mình chứ đừng có để nó xích bàn. Nó xích bàn phạt là mình không cứu nổi đâu anh em nhá. Enzo mà xích được phạt rồi thì mình không cứu nổi đó là xạ thủ đâu. Hiện tại bây giờ tem bên địch đang tập trung ở khúc đường giữa. Và này thì sẽ ra hỗ trợ. Nhưng mà tem địch thì lại lùi về mặt rồi. Ở khúc đường tha thân thì cuộc đối đầu giữa Elsu và Terry thì có lẽ là cũng không đáng ngại cho Terry lắm đâu. Bởi vì chất tưởng đó là Elsu. Ôi bắt luôn Elsu nè. Ui mà tốc biến rồi nhá. Rồi dính đôi kia Excalibur này. Rồi mình sẽ bật luôn đó là cây dài này. Không bị đó là Vira làm choáng này. Đẩy lùi đó là rừng tem địch này. Hất tung hai người này. Và double cứu dành cho đó là Volca tem bên mình. Arduin thì trên, đó là khu vực đường tà thân thì cũng xuống bằng cái cổng dịch chuyển. Nên là Volca tay mình thì không thể về được nữa. Nói chung thì một phát trao đổi cùng lời, một đổi hái. Vậy là ổn rồi. Với chất tưởng thế thì khả năng bảo kế cũng rất là tốt. Vì trận đấu này tay bên bàn Karinak mà lao vào ấy. Mình cứ gọi là đẩy lui Karinak ra thôi để bảo kế gọi là đồng đội của team bên mình. Còn có cái thì Enzo mà nó xích được thì sẽ hơi khó ấy. Ui tấn luôn nè. Xạ thủ ơi. Ui xạ thủ đáng đây cây máu thế mà về nha. Hơi được nói chung thì cũng ổn anh em ạ. Bởi vì hiện tại bây giờ thì có chỉ vào cống trù thôi. Còn cũng không có mục tiêu nào lớn khác nữa. Đây anh em thấy thì team bên mình gọi là chát một nhà luôn á. Gọi là tấm sư một động khi mà pick gọi là Ngô Khống. Ngô Khống thì chát ló được nhưng mà hiện tại bây giờ thì vẫn chưa thấy Ngô Khống thể hiện gì cả. Ui bị xích rồi. Bị xích thế này thì mình khó cứu cảm lại anh em ạ. Ui đẩy lui đối phương ra rồi, cứu được rồi. Nhưng mà thôi mình hy sinh thôi. Nhưng mà tôi xong rồi, lại bị Karinak bắn trù bắt. Thế thì hết cứu rồi anh em ạ. Mình đẩy đó là ba người ra chấp nhận hy sinh nhưng mà cuối cùng thì lại bị người thứ tư là rừng tém địch rồi là bắn trù chơi luôn. Một cú gọi là xích vào Ngô Khống và quật Ngô Khống ra, một cú vô vào. Ngô Khống của tém mình thì không bổn rồi. Ló đúng là ló được anh em ạ, nhưng mà ló cho tém địch chứ không phải là ló cho tém mình. Karinak lại lao vào. Chúng anh em thấy thì kỹ năng của người ta cũng tốt. Việc bắn trù và vô vào xả thật thương cũng rất nhanh luôn. Nên là không dễ nha anh em ấy. Nên là vì thế là pick kiểu chất tưởng bị tém đi khắc chế phạt là sẽ khó chơi hơn rất nhiều. Đó là lý do vì sao team bên mình gọi là tấm sư hơi nhiều. Khi mà tém bên bàn có eo sút mà vẫn pick Ngô Khống á. Rồi và này thì mình sẽ ra hỗ trợ đó là vốn cát lui về nhá. Rồi, đẩy lui này. Về đi bạn ơi, Excalibur này. Ui, ăn được màng của Enzo rồi. Và Volca té mình vẫn lui về an toàn. Nhưng mà mình thì không lui về được. Uầy, Ngô Khống làm cái gì vậy? Ngô Khống té mình đinh cấn 4. Mình cũng à Ngô Khống luôn đấy. Ngô Khống té mình đinh cấn 4. Nhưng mà cuối cùng thì lại không nắm rồi anh em ạ. Ngô Khống bảo cái. Bạn lại đùa mình rồi. Bạn thì thọt nhất tím mà bạn đòi cấn 4 nữa đấy. Eo su nó bắn phạt nào dính phạt đó ấy. Bị nó bắt. Công xạ thủ mà toàn bị gọi là tem địch bắt vậy thì chịu. Ít ghi tem mình thì bảo đó là ló được, ló dự chứa. Quá ló luôn đấy. Ok, pha này thì đẩy lùi hai người này. Excalibur được sử dụng này thôi. 36 ghế chạy về là thường sạch anh em ạ. Terry Temming thì gọi là chỉ Ngô Khống rồi. Kéo xú là còn pick Ngô Khống nữa. I shall not back down.
Rồi, tại bên mình bắt đầu gọi là hội đồng vào, gọi là bây giờ thua là đổ lỗi dành cho là ngủ không hết đấy. Lo lo cơ cơ. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cứ đánh thôi, cứ đánh thôi anh em ạ. Biết là thế vậy nhưng mà thôi cứ đánh thôi. Thời gian chát đó thì để mà thời gian farm thôi. Tức là team bên mình khuyến không nghe anh em ạ. Nên là bây giờ thì bị team chửi ấy. Dọc bây giờ thì có giao tránh pha này đẩy này. Excalibur này lại ăn được màng của Viera này. Lùi về này. Ui lại bị Enzo Six trúng rồi. Anh em thấy Enzo Six hơi bị chuẩn luôn nhá. Nãy giờ Six thấy là toàn dính à. Rồi Ngô Không định làm gì đấy. Thôi thôi thôi. Ô ô ô Ngô Không thấy mình làm cái gì vậy. Ui tự nhiên núp bùi núp mải cuối cùng lại chạy về. Nó đắt đó là cái mắt đó rồi lên phát là lộ tầm nhìn liền. Ây Ngô Không đây 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 pha này. Ngô Không lao ra go go. Ui ngon được. Cũng biết chơi đấy. Đấy anh em thấy gõ cũng rất nhanh và rất chất lượng. Nhưng mà có cái thì không biết là có thể hiện được đó là V6 nữa hay lâu lâu làm được phát. Mình không nói là kỹ năng của Ngô Không kém đâu nhá. Nhưng mà gió là gì? Gió là tưởng đích nó khắc chế ấy. Tức khó luôn. Rồi sau này thì mình đó là sẽ gặp góc 1, 2, 3 người. Excalibur được sử dụng. Enzo khá là thấp máu. Karina khá là thấp máu. Pha này định đẩy nhưng mà bị làm choáng và cuối cùng không đẩy được. Và lên bảng điểm số 1, 2, 3 người, 4 người rồi. Hơi khó anh em ạ. Nhưng mà rất may thì tình huống đó tên mình mà đã được con ta thân xế giá. Một cả tên mình bảo Ngốc thì đổ thừa. Khó anh em ạ. Thực tế thì Ngô Không bây giờ đô đạc cũng bắt đầu ổn rồi nè. Đó là cũng có một lượng vàng nhất định rồi. Vốn cát của tém mình thì vừa mới gửi là nói xong, chửi tím xong thì lại có ý định cấn 4 và lại không thành công anh em ạ. À. Khổ. Toàn là nói nhau thôi. Rồi bây giờ thì lại có đó là giáo tránh. Anh em thấy Enzo nó xích hơi bị chuẩn. Excalibur của mình một lần nữa là ăn được màng của Viera. Một lần nữa mình lại lên bảng điểm số. Mỗi lần Excalibur là cứ có một màng anh em ạ. Bởi vì Excalibur là đám chuẩn ấy. Đối phương có giáp ảo thì cũng chỉ là vô nghĩa. Hiện tại bây giờ đồ đạc của mình thì cũng bắt đầu ổn dần đều rồi. Có đồ kháng phép và có đồ kháng đám vật lý rồi. Tầm này thì chỉ sợ những phạt bắn tay của Yao Su thôi. Còn lại thì cũng không đáng ngại cho lắm. Mà trận đấu này mình thấy Enzo chơi hay này. Nó xích chuẩn đấy. Rồi Ngô Không tay mình làm gì đấy. Lộ tầm nhìn rồi. Và một phạt viện trinh kích. Yao Su chơi hay nhá, không phải là chơi tề anh em ạ. Thả Yao Su và đó là pick mà Ngô Không nữa thì cũng hơi khoái đấy. Và mình chát gọi là AD đời túi tánh nhá. Chứ AD té mình mà lên cao mà bị Enzo xích phạt là mình không cứu được anh em ạ. Mặc dù mình là một chất tưởng bảo kết cũng thuộc dạng tốt về chất tưởng thế đấy. Nhưng mà kiểu Enzo nó xích nó quật lại phạt mình không có chiêu thức nào để có thể lên được cả. Đánh vì phạt này nó quật lại như vậy đi. Đó là quật vào vốn cá đấy. Còn quật vào xà thủ là toán rồi. Quật vào vốn cá thì càng đang đỡ rồi. Pha này thì đói lại đều khép góc rồi anh em ạ. Đây pha này bắt được ông này anh này. Excalibur. Ui còn một máu à hay quá. Ngon ngon ngon. Ăn được màng của rừng tém địch là ngon rồi. Bởi vì rừng tém địch này giờ ăn khá là nhiều màng. Lùng được cái màng chấm dứt là ok. Vốn cá thì cũng khó mà bắt được eo su ấy. Không phải dễ đấy. Eo su nó bắn chất lượng như vậy đi. Ngô Không có làm được gì không? Anh em thử xem đoán Ngô Không có thể hiện được gì hay không. Vốn cát về lo cho cơ mơ mơ kia. Rồi Ngô Không đi. Ý tưởng của Ngô Không là tốt nhá. Lúc đó để ra bắt là tốt. Có thành công hay không? Ui thành công hay ngon. Nhưng mà cuối cùng thì cũng bị Enzo xích. Enzo chơi hay quá anh em ạ. Thực sự quân bài Enzo của tay bên bàn chơi hay quá. Xích là dính, xích là dính. Mà dính là quật. 21, 23, 23 điểm hỗ trợ anh em ạ. Quá là nhiều luôn đấy. Tém mình thì chửi nhau nhiều quá nên là mình chát gọi là thôi.
Mấy ông tập trung đánh chứ chửi nhiều quá. Về phần chiêu thức của Thến thì khá là đơn giản rồi. Chiêu thức thứ nhất anh em đẩy đấy, đẩy lui đó là mục tiêu. Chiêu thức thứ hai thì anh em sử dụng vào vùng chỉ định, trúng thì sẽ gây sát thương hất tung mục tiêu. Còn chiêu cuối thì anh em XK lấy búa theo hướng chỉ định, trúng mục tiêu sẽ gây sát thương, và sát thương là sát thương chuẩn nhá. Ngủ không tay mình thì phản pháo lại đánh như người hay chạp. Ui pha này thì bị dồn đám anh em ạ, nhiều đám quá. Nào là Krynak, nào là Viera. Viera hết combo rồi đấy. Rồi pha này xa thủ tế mình đang có góc bắn furry. Hay rồi, ngon. Được rồi, ui eo xuống. Hắn được ta thân rồi là ngon rồi. Rồi, ui ngủ không tay mình bắt được xa thủ rồi, hay đấy. Nhưng mà ngủ không pha này liệu có chạy được hay không? Không chạy được, được anh em ạ, bắt được eo xuống là ổn rồi. Thực tế thì trận đấu này mình Ngô Khống chơi không kém nhá. Ngô Khống luôn luôn bắt được xa thủ tém địch, nhưng mà cũng có những tình huống không bắt được. Tất nhiên thì cũng phải là chấp nhận thôi, bởi vì trận đấu này thì kiểu đội hình của tém bên bàn khắc chế Ngô Khống tốt quá. Ngô Khống bảo đéo thấy bắt AD nó à. Thực tế pha đó không trách được Ngô Khống nhé. Trận đấu này thì chỉ là Ngô Khống khó chơi, do là chất tưởng tem đi khắc chế thôi. Còn thực tế thì đối với Ngô Khống thì chơi thì cũng không phải là kém anh em ạ. Combo và bắt mục tiêu thì cũng tốt. Rồi, hiện tại bây giờ tem mình đang có lời thì là con ta thân xê xá. Thế là thoải mái thôi. Về phần trang bị dành cho Thến thì chắc chắn là phún tánh rồi, đồ phụ trợ, rồi tiếp đến thì say kiến cương, sau đó thì khiến thất truyền, rồi huấn trước trói kháng phép, giáp thống khổ phản đám, rồi phu chủ trương sinh. Rồi pha này đẩy này. Kiểu thích nhất là Krynak cửa lao vào phát minh đẩy, rồi pha này chơi luôn này. Ok, đẩy luôn này, quất luôn này. Nhầm. Xò gì nhá. mình ông vốn cát mà mình cần tưởng địch. Hết máu ấy, không thấy màu xanh hay màu đỏ ấy, chỉ cái thấy đó là lớp giáp màu trắng. Mình cá lấy búa chở phạt nữa hay ai dê là ông vốn cát à nè. Rồi bây giờ thì sẽ lấy trù và ép luôn anh em ạ. Hên quá thì mà vẫn win. Rồi chúng chửi thì chửi chứ mà đánh vẫn tốt, nên team mình đánh vẫn tốt, đặc biệt là xa thủ té mình ấy, thấy xa thủ gọi là tập trung chơi nhất. Chứ gặp mà mấy ông mà toàn như ông Volcat đứng chửi thì không có thời gian mà phá mà đánh nữa. Phù hiệu thì mình trói buộc nhá, còn về bảng ngọc thì vẫn là sử dụng bảng ngọc tánh thôi. Ngọc đỏ tốc đánh máu tối đa và giáp, ngọc tìm máu hôi máu và tốc chạy, còn ngọc xanh đó là máu và hôi chiếu. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi, một trận đấu thì cũng hơi căng. Tìm hơi gọi là tâm sự nhau nhiều một tí, nhưng mà cuối cùng thì dẫn đến kết quả là vẫn win. Vậy là ổn rồi, và xạ thủ và mid tem mình thì tập trung chơi nhất á. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha, bye bye.